Vâng, rất vui được gặp lại mọi người. Rất vui được gặp lại quý vị anh chị và các bạn nhé, các bạn nhé. Thì để tiếp nối cái những cái video clip phát sóng trên cửa hàng ô tô cũ của em. Thì hôm nay em lại tiếp tục gửi đến cho quý vị anh chị các bạn một cái video báo giá cũng như là tổng quan về cái mẫu xe Morning tại cửa hàng nhà em. Thì anh em nào mà đúng chân một số những cái dòng xe Morning này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0972555863 các bạn nhé. Thì cửa hàng của em thì còn rất nhiều các dòng xe, các bạn thấy đây, rất nhiều các dòng xe các bác nhé. Nhưng mà tại cái video này thì mình làm riêng về cái dòng Morning cho mọi người đấy, để mọi người có thể là ai mà đang có nhu cầu mua dòng Morning một đầu hay là thì có thể liên hệ và xem cái video này. Vâng, rất cảm ơn quý vị chị và các bạn đã liên tục quan tâm cũng như là cập nhật những cái video bên em. Thì không làm mất thời gian của quý vị chị các bạn nữa, thì ở tại cái video này thì Tuấn Anh sẽ báo giá cho mọi người về 5 chiếc Morning và cộng thêm một chiếc Hyundai Elantra một đầu ở phía xa đằng kia, biển 14 kia các bác nhé. Đấy, thì cái giá tiền thì nó cũng dao động từ khoảng 155 cho đến hơn 200 triệu đồng một chút, thì có cả số sàn đến số tự động và có cả bản đủ, bản thiếu, có cả bản taxi và bản gia đình. Đấy, vì thế nên anh em nào cứ thể xem hết cái video của Tuấn Anh để biết được. Đấy. Thì ở phần dưới mô tả của Tuấn Anh thì cũng có thêm những cái link về chính chiếc Morning này. Anh em nào mà xem về ví dụ ưa mẫu xe nào thì có thể là bấm vào xuống phần mô tả và bấm vào link xem trực tiếp của chiếc xe mà các bạn đang tìm. Vâng, đầu tiên đây thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho mọi người đó là một chiếc Kia Morning bản C. Đấy, bản này thì có năm sản xuất 2014, bản đủ các bác nhé. Chiếc xe này là màu bạc, xe gia đình, không taxi dịch vụ và được trang bị động cơ là máy 1.25. Chiếc xe đang đeo biển 34A21035. Chiếc xe này là một chiếc xe gia đình các bác nhé, không taxi, không dịch vụ. Đấy, với giá tiền thì hiện tại bên em đang bán là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng để sở hữu ngay một chiếc Kia Morning sản xuất 2014, bản đủ, xe gia đình. Xe thì được trang bị đầy đủ màn hình rồi, là tất cả mọi thứ rồi. Đấy, điều hòa tự động các bác nhé. Đấy, một chiếc xe gia đình khá chất lượng và giá tiền thì bên em đang chào bán là 240 triệu đồng. Vậy quý vị chị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua một chiếc Morning form mới bản đủ, bản C này thì có thể liên hệ ngay cho em để cập nhật. Cam kết cho mọi người thì một chiếc xe không lỗi, không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền thì cũng chỉ nhô 200 một chút thôi. Các bạn nhìn thấy đây. Đấy, chi tiết thì nếu mà chi tiết hơn thì các bạn có thể vào phần mô tả của Tuấn Anh ở bên dưới để bấm vào cái phần trực tiếp các bác nhé. Đấy. Một chiếc Kia Morning C 2014 các bác này. Vâng, tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Morning bản mới 1.25. Con này là bản thiếu, bản tiêu chuẩn, nhưng con này thì nó là qua dịch vụ rồi, nhưng mà đã về tên tư nhân biển Thái Bình, 17A18662. Và chiếc xe này thì là đời 2016 các bác nhé. Sơn si màu kem bơ rất là đẹp. Đời 2016 này thì bên em đang chào bán tại cửa hàng của mình với một cái giá rất sập sàn, là chỉ bây giờ thì hiện tại thì bây giờ chỉ còn bán là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng để sở hữu ngay một chiếc Kia Morning đời 2016 các bác nhé. Xe trang bị 4 bánh la răng đúc màu kem bơ rất đẹp. Vậy chị em nào mà có một nhu cầu cái tầm tiền chỉ nhô 200 một chút thì có thể là tham khảo về ngay cái em này. Vâng, đây là một chiếc xe bản tiêu chuẩn. Vâng, chỉ với 215 triệu đồng thì quý vị chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Morning màu kem bơ đời 2016, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, đăng kiểm dài cho đến tháng 12 năm 2021 các bạn nhé. Đấy, tất cả đều là nguyên bản và đẹp hẽ hết. Đấy, tuy nó dịch vụ rồi nhưng mà chất lượng chiếc xe thì bọn em mua về cũng là kiểm tra rồi, là cho thợ test đàng hoàng rồi, nên là các bác cứ yên tâm. Và trước khi các bác mua xe về sử dụng thì bọn em cũng đã bỏ tiền ra để mua xe về bán, nên các bác cứ yên tâm một điều là như vậy. $215 triệu Kia Morning 2016. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Morning. Vâng, con này thì nó là sản xuất và đăng ký nhập khẩu các bác nhé. Đấy, sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2012. Xe nhập khẩu máy 1.0, biển Hà Nội. Sơn si màu xanh, nón chuối rất là đẹp. Vâng, đây là một chiếc xe bản đủ các bác nhé. Đấy, túi khí ABS rồi là nhớ ghế đầy đủ, sấy ghế đầy đủ các bác này. Đấy, cái form này thì là đời cuối cùng của dòng xe nhập. Đấy, nếu mà lên 2011 thì nó sẽ lên cái form như thế này các bác nhé. Những con này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá tiền là 165 triệu đồng.
165 triệu đồng để sở hữu ngay một chiếc Kia Morning nhập khẩu đời 2010. Trang bị vô lăng 4 chấu, la răng đúc, ABS và túi khí đầy đủ cho các bạn. Vâng, chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi các bác nhé, 165 triệu đồng. Đấy, tất cả những cái mẫu xe này thì bên em đã bao rút hồ sơ cho các vị chị các bạn, nghĩa là tức là miễn phí rút hồ sơ cho các vị chị các bạn và hỗ trợ vận chuyển trên 64 tỉnh thành. Một chiếc xe Morning nhỏ gọn xinh xinh và giá thì cũng khá hợp lý cho các bác này. Đấy, 4 bánh la răng đúc biển Hà Nội, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn. Mua chiếc xe này thì không mất tầm 20 triệu tiền biển. Nội thất chiếc xe thì khá đẹp, máy gầm đại chất, dòng này thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Rất là tiết kiệm các bác nhé. Vâng, con này thì em mới đăng kiểm lại nhé các bác nhé, đăng kiểm còn đến tháng 9 năm 2021. Đấy, một chiếc Kia Morning khá đẹp. Vâng, và chiếc xe tiếp theo là một chiếc xe số tự động duy nhất trong cái series xe này. Đó là một chiếc xe Kia Morning số tự động 2009, đăng ký là đầu 2010, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, mới chạy được có hơn chục vạn thôi. Chiếc xe này thì hiện tại đang đeo biển Hải Phòng này, sơ si màu vàng và dán những chiếc tem khá đẹp. Đấy, bản số tự động này thì rất là lành và giá tiền cũng khá hợp lý, chỉ với 188 triệu đồng. 188 triệu đồng để sở hữu ngay cái dòng Morning này. Đấy, một chiếc xe số tự động đi rất là nhàn, chị em phụ nữ cái màu này đi cũng khá hợp lý. Nội thất ghế da, tất cả những cái vè mưa chân kính đều được inox và chrome rất sạch sẽ, xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, khóa khiển theo xe. Đấy, rất là đẹp. Đăng kiểm chiếc xe này thì còn đến tháng 8 năm 2021 các bác này. Đấy, một chiếc Kia Morning số tự động đời 2009, đăng ký lần đầu 2010. Đấy, form sport rất là đẹp. Đấy, anh em nào mua dòng này về chạy gia đình hay là chạy tất cả mọi thứ đều rất ok, đi công việc rất là đẹp. Đấy, la răng đúc rất đẹp các bác nhé, xi nhan tích hợp bên gương. Vâng, rất là lành, chỉ với 188 triệu đồng thôi các bác này. Vâng, tiếp theo là chiếc xe cuối cùng của cái lô xe Morning này. Đó là một chiếc Kia Morning sản xuất 2015, phiên bản số sàn, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, được trang bị động cơ máy 1.25 biển 15A37091, sơ si màu trắng rất là đẹp. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em cũng đang bán chỉ còn 205 triệu đồng thôi. 205 triệu đồng để sở hữu ngay chiếc Morning này. Vậy còn chờ gì nữa các bạn? Vâng, nội thất của chiếc xe khá đẹp, sơ si màu đen. Đấy, nội thất màu đen trần nỉ nguyên bản rất sạch sẽ, xe thì cam kết cho các bạn là không lỗi. Đấy, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước các bác nhé. Nội thất chiếc xe khá đẹp. Đấy, anh em thấy đây, rất là ok cho một chiếc Kia Morning 2015, giá chỉ có 205 triệu đồng thôi, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2021. Đấy, la răng đúc đầy đủ cho các bác này. Đấy, mặt ga lăng đằng trước thì đã được lên mặt ga lăng của dòng xe Morning nhập nha các bác nhé. Thì chiếc xe thì rất là full xe và chắc chắn các bác nhé. Vâng, tiếp theo cuối cùng của cái video này thì em sẽ báo giá thêm về cái chiếc Hyundai Elan. Và đây cũng là một mẫu xe một đầu. Đấy, tầm tiền thì nó chỉ như Morning thôi các bác nhé. Như đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, có năm sản xuất 2011, đăng ký lần đầu 2012, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 0.8. Chiếc xe đang đeo biển 14A04914. Với giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 158 triệu đồng. 158 triệu đồng để sở hữu ngay về cái Hyundai Elan nhập khẩu này. Nội thất khá đẹp các bác nhé. Con này thì chạy rất là tiết kiệm và lành. Dòng này chạy cũng khá chắc chắn và bền. Đồ đạc rất dễ sử dụng, nó giống như dòng Y10. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng báo giá luôn và quay tổng quan về cái dòng Morning. Vậy chị em nào quan tâm về cái một trong tất cả những cái dòng xe ở đây thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị và các bạn ở những cái video tiếp theo ạ.